Thân chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Thì trước khi mà tôi bắt đầu thì có em nào xác định cho tôi là có cái âm thanh không? Có rồi thầy ơi. Ok, cảm ơn em. Rồi, hay, chúng ta bắt đầu nha. Thì ngày hôm nay là chúng ta bắt đầu một cái loạt bài mới. Tựa của chung có cái loạt bài này tôi gọi là English for GP. GP tức là General Practitioner, hay là chúng ta gọi là Family Physician, tức là bác sĩ gia đình. Bên Mỹ hoặc bên Canada thì họ gọi đó là GP, tức là bác sĩ gia đình của mình. Thì cái loạt bài này tôi sẽ không bắt đầu bằng các bệnh án, mà chúng ta đi thẳng vào cái nội dung của các triệu chứng hoặc các bệnh thông thường mà chúng ta có thể gặp ở phòng khám. Thì tựa bài ngày hôm nay là cái tên rất là Latin, không? Tức là, nhưng mà tiếng Việt của chúng ta là gọi là mộng thịt của mắt, tiếng Anh là pterygium. Thì mấy em thấy là trong từ y khoa đó, chữ P là không bao giờ chúng ta phát âm cả. Mặc dù có chữ P đó, nhưng mà chúng ta sẽ phát âm là pterygium. Pterygium. Thì mấy em thấy là có hai cái lối phiên âm mà tôi để bên dưới á. Một lối phiên âm là phiên âm quốc tế. Thì mấy em thấy là những em nào đã quen cái lối phiên âm quốc tế thì có thể phát âm chính xác hơn. Tuy nhiên, những sách giáo khoa bên Mỹ á, thì chẳng bao giờ nó để phiên âm quốc tế cả, mà nó theo lối phiên âm của Mỹ. Do đó là nó sẽ đọc tương tự như nó đọc những cái âm bên Mỹ. Do đó mấy em thấy cái hàng thứ hai đó, đó là cái lối phiên âm theo sách giáo khoa Mỹ. Nói chung nó là pterygium. Thì nhắc trở lại, chữ P nó không có phát âm. Ví dụ như em cũng thấy là chẳng hạn như trong cái chữ viêm phổi có phải không, pneumonia, mặc dù có chữ P phía trước nhưng mà nó không phát âm chữ đó. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài hôm nay nha. Đây. Thì đây là cái định nghĩa, chúng ta sẽ đi vào thẳng cái định nghĩa. Nó là pterygium is a generally benign growth of fibrovascular tissue on the eye of an adult with chronic UV exposure. Về thuật ngữ thì có lẽ là các em cũng không có thấy gì rắc rối, nhưng mà tôi cũng xin lược qua một chút để mấy em biết về cái đoạn văn này. Thì thứ nhất là pterygium. Pterygium. Thì đó là mộng thịt, nó là số ít phải không? Nếu mà số nhiều nó là pterygia. Pterygia. Thì mấy em cũng thấy rồi, số ít và số nhiều trong Latin thì âm có nghĩa là số ít, mà có nghĩa là số nhiều. Chẳng hạn chúng ta sẽ thấy là cái bacterium, và một cái là bacteria. Nếu mà chúng ta nói bacteria có nghĩa là nhiều con vi khuẩn, còn khi mà danh pháp của một con thì người ta không gọi là bacteria nữa, mà người ta gọi là bacterium, tức là một con thôi thì là om, mà nhiều thì gọi là Thì pterygium, tức là một cái mộng thịt, is a generally benign growth. Đây là cái chữ chúng ta cần biết, nó là cái sự mà tăng trưởng mà một cách lành tính, không? Benign là lành tính. Ác tính thì chúng ta có malignant, phải không? Là ác tính. Malignant.
Còn độc tính chúng ta gọi là toxic. Toxic. Thì lành tính là benign, độc tính là toxic, mà ác tính là malignant. Thì đây là một cái sự tự sinh sản lành tính của cái fibrovascular tissue. Fibro là sợi phải không? Vascular là mạch máu, tissue là mô. Thì fibrovascular tissue tức là mô mà nó chứa những cái tế bào sợi và cái sự tăng sinh của mạch máu, thì đó là cái ý nghĩa của nó. Tissue này mấy em cũng biết rồi, trong y khoa của mình tissue nó có nghĩa là mô phải không? Nhưng mà cái tissue ở ngoài nó không phải là mô ha, nó là cái khăn giấy, giống như là cái khăn mà giấy mà chậm nước mắt đó, rồi cũng gọi là tissue phải không? Tissue on the eye of an adult là người lớn with chronic UV. UV tức là ultraviolet, tức là cái tia cực tím phải không? Ultra là cực, violet là tím. Exposure mà nếu mà mình bị chịu cái tia exposure là mình bị tức là một cái là mình bị trình bày ha, cái nghĩa của nó tức là cái chỗ nào mà mình bị giang ra ngoài, mình bị giang ra ngoài những cái tia cực tím mà chronic tức là mãn tính lâu dài. Chứ exposure này mấy em cũng biết rồi, nó exposure hồi xưa đó, những cái phim chụp hình mà phim chụp hình ngày xưa đó, máy chụp hình ngày xưa mà bằng phim á, thì mỗi cái hình vậy ta gọi là exposure ha. Bây giờ cái đó nó đã vào dĩ vãng rồi, tại vì tất cả bây giờ là mình chụp hình bằng máy điện thoại hoặc là cái máy chụp hình điện tử. Thì trong cái đoạn này, những cái gì mà chúng ta cần phải biết nhất là một á, là cái benign nha, là chúng ta phải biết nè. Hai là fibrovascular, đúng không? Thứ ba là hardest. Thứ tư nữa là chronic UV exposure. Thì như vậy á, là chỉ cần một câu này thôi á, là đủ rồi. Tới đây là chúng ta ngừng, chúng ta không cần học tiếp nữa cũng được nữa. Tại vì vậy là nó đầy đủ. Tức là cái mộng thạch đó, nó là một là mô lành tính, phải không? Hai, nó là cái mô, nó có chứa mạch máu và cái mô sợi, đúng không? Ba nữa là nó ở người lớn. Và bốn nữa đó, là nguyên nhân nó là thường do mà tiếp xúc lâu dài với lại tia cực tím. Thì như vậy chúng ta thấy là trong vòng một câu duy nhất là chúng ta có thể nắm được cái bệnh sử của cái mộng thạch pterygium. Xin lỗi mấy em một chút xíu này cho này. Ok, rồi. Nào, chúng ta sẽ thấy cái hình. Cái hình này thì rất là to, do đó mấy em dễ nhìn thấy không? Thì cái mộng thạch nó là cái khu này đây, đúng không? Nó xuất phát từ cái góc trong của mắt của mình ha, và nó lan ra. Và mấy em sẽ thấy những cái sợi tia li ti đây ha, nó là những cái mạch máu phát triển. Tiếp, pterygium has the shape of the bird's wing. Cái nghĩa cái pterygium, cái tiếng Latin nó là cánh chim ha. Do đó tức là mình thì gọi là mộng thạch ha, nó đưa trực tiếp đơn giản hơn. Nhưng mà tiếng Anh của nó, tiếng Latin của nó là cánh chim. Do đó thì chúng ta thấy là cái từ của nó là xuất phát như thế. Thứ hai nữa là grow onto the cornea. Mấy em thấy là nó xuất phát từ cái góc trong. Đổi cái màu. Thấy xuất phát từ cái góc trong của mắt. Và nó lan ra. Và nó không chỉ lan ra cái conjunctival, tức là không lan ra cái tròng trắng, lòng trắng mắt của mình ha, mà nó lan vào tới cái giác mạc của mình.
Đó là một cái mà nguy hiểm của cái mộng thịt. Thì đây về danh pháp, cái chữ này chúng ta phát âm là cornea. Cornea giống như là courier, giống như là Hàn Quốc phải không? Nên là cornea. Tương đối là dễ. Nó là cái giác mạc, phải không? Cái thứ hai là iris. Iris tức là cái con ngươi. Đây là hả không? Đây là cái iris. Cái thứ ba là pupil. Pupil tức là cái trồng đen. Mình nói là trồng đen nhưng mà bên nó người Âu Châu nó có xanh rồi cam rồi tương đối là vàng vân vân. Thì đó là cái trồng đen. Nó là cái này đây. Cái khu này là iris. Đúng không? À, xu này là pupil, xin lỗi. Đúng không? Pupil, giống như học trò vậy thì cũng là pupil. Và cuối cùng nó là sclera. Sclera. Thì sclera nó là tròng trắng của mắt. Là cái khu này, phải không? Tất cả cái khu này. Thì đây là tròng trắng của mắt, là sclera. Thì chúng ta sẽ thấy là cái pterygium nó mọc từ cái góc trong của mắt, nó đi vào trong cái sclera rồi nó lan đến cái cornea, nó là cái cách tăng trưởng của pterygium. Nếu mà nó chỉ tăng trưởng tới cái sclera, xin lỗi, tăng trưởng tới cái cornea mà ở ngoài cái con người đó thì ok, nhưng mà trong trường hợp là nó lan vào trong cái con người thì lúc đó chúng ta là crawl over the visual axis, là nó lan vào trong cái trục thị giác. Tức là gì? Trục thị giác là ngay chỗ cái vùng của con người đây, mà nếu mà nó lan vào đó thì chắc chắn rồi nó sẽ làm che khuất cái thị trường của mình. Cái đó là điều mà chúng ta nhiều khi chúng ta phải can thiệp. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là thường là nó xuất phát từ gốc trong, đúng không? Xuất phát từ gốc trong, nhưng mà một số trường hợp là nó sẽ xuất phát từ gốc ngoài nữa. Và người ta nói rằng xuất phát từ gốc bên ngoài á, là hiếm hơn. Đại đa số là nó xuất phát từ gốc bên trong. Nhưng mà nếu mà có xuất phát từ gốc bên ngoài á, thì thường là đã xuất phát từ gốc bên trong trước. Chứ mà chỉ xuất phát từ gốc bên ngoài, bắt đầu mà xuất phát từ gốc bên ngoài thôi đó, thì coi chừng. Có thể là không phải là mộng thịt. Nó là một cái vấn đề gì khác. Đó là những chi tiết mà chúng ta cần biết khi mà chúng ta quan sát mắt của người bệnh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ngắn về những cái chi tiết đó. Thứ nhất là diagnosis, tức là chẩn đoán. Diagnosis, diagnosis, nhấn mạnh dần thứ ba phải không? Diagnosis. Typical distribution, tức là cái sự phân bố. Distribution, điển hình, typical. Thì nó là uni lateral or bilateral, nó là một bên. Uni tức là một, không em? The one, mà bi tức là hai, không? Một bên hoặc là hai bên. Lateral là cái bên. Nasal là phía bên góc trong. Nasal là cái góc mũi, cái góc mắt mà bên trong, là nasal. Or nasal and temporal, hoặc là góc mũi hoặc là cả hai góc mắt. Đó là cái ý nghĩa của nó. Thì nãy trên đấy nhắc lại rồi, nếu mà nó chỉ là temporal, khởi đầu là temporal không á, thì mình coi chừng nó là một cái bệnh khác. Luôn luôn lúc nào nó cũng phải khởi đầu từ cái nasal cả, rồi sau đó có thể là nasal và temporal. Tức là temporal là thái dương, phải không? Phía bên thái dương, một bên phía bên mũi, một bên phía thái dương. Mình nói dễ hơn là một cái góc mũi là góc trong, còn temporal là góc ngoài. Consider đây nè. Consider another diagnosis.
with unilateral temporal distribution. Nếu mà nó mọc từ cái gốc temporal, tức là gốc ngoài, mà chỉ có một cái, tức là chỉ có gốc ngoài thôi đó, thì coi chừng là chúng ta có một cái chẩn đoán khác. Clinical features, những cái đặc điểm về lâm sàng. Terrigia, tại đây tức là số nhiều phải không? Terrigia. Do đó chúng thấy cái R này. Diagnosed clinically by their distinctive appearance. Cái mộng thạch này thì thuộc chẩn đoán lâm sàng thôi. Tại vì nó có cái distinctive, tức là nó rõ rệt, rõ nổi bật lên, mình thấy dễ dàng, không có gì mà nhầm lẫn được. Distinctive, tức là rõ ràng, nổi bật. Cái hình dáng, cái sự xuất hiện của nó là rất là rõ ràng. Redness, đỏ, itching, ngứa, irritation, bị khó chịu không? Làm cho mình khó chịu của cái mắt mà bị đó, mắt bệnh đó, involved, là cái mắt mà nó bị bệnh đó. Some are symptom three. Có một vài trường hợp thì nó không có triệu chứng gì cả, tức là không nhất thiết là nó sẽ bị đỏ hoặc ngứa hoặc khó chịu. Visual blurring, tức là cái thị giác mà bị nhòe, nó bị choáng, bị nhòe. Cái bài trước chúng tôi nói rồi, cái về thị giác là blur, tức là nó nhòe đi, nó không rõ rệt thì là blur. Còn về thính giác, mình nghe mà không nghe được, nó nhòe đi là muffled, phải không? Hai chữ này mình cần phải đó là về thính giác. If the pterygium cross over the visual axis, nên nãy chúng ta cũng nhắc trở lại rồi, nếu mà cái mộng thạch này ha, pterygium này mà nó mọc, nó lan ra tới tận cái trục thị giác thì nó sẽ làm cho cái thị trường chúng ta nó bị hẹp lại, phải không? Even if not obscuring the visual axis, ngay cả mà nó không có che khuất hoặc là nó cản trở cái thị giác, obscure, obscure là cái gì mà chặn đường gọi là obscure, thì the pterygium can cause poor vision, ngay cả mà nó không có đi vào tới cái con ngươi, tức là nó che khuất cái trục thị giác của mình, thì nó vẫn có thể gây ra một cái thị trường một cái thị trường rất là kém, by leading to irregular and high astigmatism. Astigmatism là loạn thị, phải không? Loạn thị mà cao và bất thường. Mấy em cũng biết rồi, cái loạn thị tức là mắt mình vẫn nhìn được nhưng mà ở một cái góc, một cái độ nào đó thì nó bị nhòe đi. Thí dụ như là dễ dàng nhất là chúng ta nhìn một cái mặt đồng hồ, phải không? Cái mặt đồng hồ 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ và có những cái ở bên trong nữa. Mà chúng ta nhìn cái mặt đồng hồ đó mà chúng ta thấy là có một cái trục nào của mặt đồng hồ bị nhòe đi trong khi những chỗ khác nó rõ, thì đó là loạn thị. Loạn thị là một cái hình dáng mà cái giác mạc của mình nó không còn đều đặn nữa, thì nó sẽ bị nhòe ở một cái số trục nào đó trên mắt, đúng không? Thì cái astigmatism đó là loạn thị. A tức là không, astigmatism. Đừng có lộn với lại lão thị, phải không? Lão thị nó là presbyopia. Presby tức là ông già, phải không? Presbyopia là loạn, đó là lão thị. Còn cận thị là myopia và viễn thị là gì tôi quên mất rồi, nhưng mà đại khái là cái những thứ đó chúng ta cần phải chú ý. Ok, etiology,
Etiology có nghĩa là bệnh sinh đúng không, nguyên nhân bệnh hay là cái bệnh cái xuất phát cái bệnh. Etiology. The etiology of terrorism is incompletely understood. Cái nguyên nhân mà gây ra cái mộng thịt đó là không được hiểu hoàn toàn, incompletely, nó không có hoàn toàn, mình không có hoàn toàn mình hiểu rõ. However, chronic UV exposure is accepted as a causative agent. Mặc dù như vậy, nhưng mà cái sự mà đi ra ngoài hay sự tiếp xúc, exposure tiếp xúc với lại cái tia cực tím mà mãn tính, không phải là tức khắc mà mãn tính, thì được chấp nhận là cái nguyên nhân gây ra bệnh. Tức là người ta nói là cái khi mà chúng ta tiếp xúc với lại cái tia cực tím lâu dài ha, lâu ngày thì chúng ta có cái nguy cơ là gây ra bị cái mộng thịt mắt. Chronic inflammation và cái sự viêm mãn tính and oxidative stress may also play a role in pathogenesis. Cái sự viêm mãn tính và cái stress là một cái áp lực về oxidative, ở đây tôi ghi đây ha, oxidative đây. Thì mấy em biết là cái oxidative đó, oxidative stress á, nó định nghĩa rất là mơ hồ cái chỗ này. Nhưng mà nói chung á, là mình bị ảnh hưởng của những cái free radicals đây nè, là chúng ta gọi là oxidant. Tức là trong cơ thể chúng ta khi tiếp xúc thì có những cái tác nhân chúng ta gọi là oxidant, tức cái tác nhân mà nó dễ dàng oxy hóa các mô trong cơ thể chúng ta, những đó là gọi là oxidant. Những oxidant đó nó là những cái free radicals, những cái gốc mà tự do ha, nói như vậy nó khó hiểu quá, nhưng mà mấy em biết là trong cơ thể chúng ta có nhiều cái thứ nó dễ dàng nó oxit hóa mô của ta, oxit hóa tế bào của ta thì gọi oxidant. Do đó trong các thực phẩm người ta ưa quảng cáo là cái antioxidant, phải không? Antioxidant, những cái thứ mà chống lại cái oxidant để mà cái mô của chúng ta không bị lão hóa, thì cái antioxidant giống rất là nhiều trong rau quả, trong vân vân. Cái này thì chúng ta không đi sâu vào chi tiết, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết là cái khái niệm là cơ thể chúng ta bị lão hóa bị một tác nhân, đó là cái oxidant. Thì như vậy, chronic inflammation tức là cái sự viêm mà mãn tính và những cái áp lực về những cái chất oxidant đó thì có thể đóng một vai trò trong cái pathogenesis. Thì cũng vậy luôn, tức là cái patho tức là bệnh lý, phải không? Bệnh, genesis là gây ra, bệnh sinh, pathogenesis. Etiology là nguồn gốc của bệnh, và pathogenesis thì hai chữ này cũng tương đương với nhau. Now, Teresia have features seen in malignant tissue. Đây, bây giờ mới nói tới một cái vấn đề ha. Hồi nãy là chúng ta định nghĩa cái terrorism nó là lành tính, nó là benign. Bây giờ đó, thì có thể terrorism nó là một cái đặc điểm mà có thể xuất hiện trong cái mô ác tính malignant. Such as tissue invasion and high occurrence rate. Thì người ta nói cái terrorism này là lành tính, nhưng mà nó có cái đặc điểm của cái mô ác tính. Cái này cũng hơi lộn xộn nên nó nói. Nhưng mà nghĩa là nó là lành tính thật, nhưng mà nó có đặc điểm của cái mô ác tính. Thí dụ such as như là tại vì nó xâm lấn mô, phải không? Tissue invasion, nó đi xâm lấn các mô, và khi mà người ta trị lấy nó đi rồi thì nó tái phát hiện trở lại rất là nhanh, rất là dễ dàng xuất hiện trở lại. Do đó người ta nói nó cũng có những cái đặc điểm của cái mô ác tính, mặc dù nó không phải là cái mô ác tính thật sự mà chúng ta xếp nó vào mô lành tính. Teresia
can be associated with pre-malignant lesion. Tức là đó nói là cái pterygium đó thì có thể liên quan, có thể đi với cái các mô tiền ác tính. Epidemiology, epidemiology là cái dịch học, dịch tễ học, thì có chữ tử là epidemic, epidemic tức là dịch, phải không? Mà hiện giờ cái COVID-19 chúng ta nói là pandemic, tức là dịch toàn cầu, pandemic. Từ chữ pan là toàn cầu, phải không? Pandemic. Epidemiology là dịch tễ học. Pterygium most often develops between the age of 20 and 50 years. Tức là nó xuất hiện thường là nó khoảng từ 20 tới 50, mà thường càng già thì càng xuất hiện nhiều hơn, đúng không? Chứ không phải là 20, nhưng mà có thể bắt đầu 20 nếu mà người đó tiếp xúc với lại tia cực tím hoặc là những cái tác nhân khác vào mắt thường xuyên và lâu dài thì có thể xuất hiện sớm hơn. The frequency of pterygium increases with sun exposure and age. Thì do đó chúng ta cũng nói là định nghĩa chung nó là tiếp xúc với tia cực tím. Mà tia cực tím mà ngoài đời nhiều nhất nó là gì? Là tia mặt trời. Do đó những người mà sống ở vùng xích đạo, những vùng nhiệt đới, những vùng tiếp xúc với mặt trời thường xuyên thì họ sẽ có cái nguy cơ phát triển cái pterygium nhiều hơn. Now, differential diagnosis, chẩn đoán phân biệt. Thứ nhất là pinguecular. Cái chữ này tôi cũng không biết, lần đầu tiên tôi mới thấy, không, rất là đặc biệt, nhưng chúng ta sẽ nói trong cái slide kế tiếp ha. Pinguecular. Thứ hai là conjunctivitis, thì cái này chúng ta đều biết nó là viêm kết mạc, phải không? Conjunctival chúng ta biết rồi, ví dụ là con mắt của mình, ví dụ như thế này, đây là mình cái phía trong mắt ha, ví dụ đây, đây là cái trong đen và con người, thì cái conjunctival, có chữ C đây nha, đặc biệt là phải có cái conjunctival, tức là cái kết mạc, nó là cái lớp mà biểu mô mà nó phủ cái màng cái tròng trắng của chúng ta đó, và phủ luôn cái lớp trong của mi mắt của chúng ta ha, mi mắt trên và mi mắt dưới, thì cái biểu mô đó, đó chúng ta gọi là conjunctiva ha, nó chỉ phủ đến cái giác mạc thôi, cornea ha, tới giác mạc rồi thì nó ngừng, thì đó là cái biên giới giữa conjunctiva và cái giác mạc đó. Thì conjunctivitis tức là viêm kết mạc ha, viêm kết mạc. Squamous cell carcinoma of conjunctival. Đây là cái hiếm, tức là cái carcinoma là ung thư tế bào vẩy của kết mạc. Chúng ta sẽ đi tới slide kế tiếp, chúng ta sẽ thấy. Đây, thứ nhất là pinguecular. Chữ này khó hiểu, khó nhớ quá. Giờ chúng ta cũng không cần nhớ nữa, nhưng mà chúng ta cần biết. Pinguecular is a yellowish patch. Patch là một cái đốm mà nó vàng vàng. Or nodule, hay là cái nốt. On the conjunctiva and does not extend onto the cornea. Tức là đây. Nó là một cái đốm hơi vàng vàng mà nó không có đi vào trong cái giác mạc, không đi vào cái cornea, nhưng mà nó lại ưa ở bên rìa của giác mạc, mấy em thấy không? Hầu hết cái
Pinguacula này nó ở cái rìa. Thì lý do tại sao người ta chỉ nói như thế này, người ta giải thích ha, mình cũng không biết cả chắc hay không, tức là cái Pinguacula này nè, nó chỉ nguyên cái bản chất của nó chỉ là cái conjunctiva thôi, nó chỉ là cái kết mạc thôi, nhưng mà nó mọc nhiều quá, nó đùng đùng ha, cho tới cái biên giới của cái cornea này nè, thì nó ngừng đó, tại vì nó đi nó đâu đi vô nữa ha, giờ nó đùng lại, giống như mình nói là các hiện tượng địa chất ha, cái núi nó dựng lên đó, là giờ do nó bị kẹt một chục nào đó. Thì cái Pinguacula này nó hình thức cũng vậy, chứ nó là nó chỉ sự tăng trưởng của cái kết mạc nó nhiều quá, nó đùng ha, giờ nó đùng ha, thành một cái mô ha, trồi lên như vậy, thì đó là gọi là Pinguacula, để mà chúng ta phải phân biệt với lại pterygium. Nhưng mà bản chất của nó thì cũng gần như vậy. Thứ hai là conjunctivitis, tức là viêm kết mạc. Is conjunctival infection, một cái sự nhiễm trùng của kết mạc, with discomfort and eye discharge, với cái sự khó chịu, discomfort là rất là khó chịu, khó chịu ngứa mắt hoặc là đau mắt, và eye discharge. Discharge này có nghĩa là cái sự tiết dịch, mấy em thấy đây, đây là cái discharge, đây bên đây đây, discharge này, đúng không? Tức là nó, mình nói là ra mủ, ra gèn, đúng không? Gèn mắt, thì discharge. Chúng ta biết là discharge này có nhiều nghĩa trong trong y khoa chúng ta không? Discharge thứ nhất là cái gì mà nó tiết ra thì chúng ta gọi là discharge. Thứ hai đó là cái xuất viện, hay khi mà chúng ta đưa cho bệnh nhân xuất viện thì chúng ta cũng gọi là discharge, đúng không? Thì cái bài về conjunctivitis này tôi hẹn rồi mấy em sẽ học một cái bài riêng, tại vì nó rất có nhiều thứ trong đó để chúng ta nhìn và chúng ta phân biệt. Do đó ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói sâu về cái conjunctivitis mà chúng ta để dành một cái bài riêng thì chúng ta nói. Ok, và cái thứ ba đó là squamous cell carcinoma, là cái tế bào ung thư tế bào đáy of the conjunctiva, tức là ung thư tế bào đáy mà của cái kết mạc, is rare, rất hiếm. Consider carcinoma, nên suy nghĩ, nên nghĩ đến cái carcinoma when a unilateral growth is noted on the temporal side. Hồi nãy chúng ta nhắc lại là tự nhiên mà nếu mà nó mọc ra từ phía bên góc ngoài, tức là góc thái dương của mắt, thì nên coi chừng nên nghĩ đến là nó là một cái casino mà. Also consider malignancy, also cũng nên coi chừng là malignancy. If there are a grossly apparent appearing, nếu mà có một cái grossly, tức là grossly là cái gì mà nó lớn, nó thô mà mình nhìn thấy được ha, thì chúng ta gọi là gross. Còn cái gì mà mịn, nhuyễn, chi tiết thì chúng ta gọi là fine. Ha. Giống như trong kính hiển vi, mấy em có hai cái nút phải không? Một nút là gross, tức là nút điều chỉnh lẹ, lớn ha, và nút là fine, điều chỉnh tinh vi hơn. Thì khi nào mà nó có blood vessel, có những cái mạch máu mà nó nhìn thấy rất dễ dàng, grossly ha, mà nó có vẻ là apparent appearing ha, nó có vẻ là nó khác thường ha, apparent ha, có chữ từ chữ app, chữ errand nè, errand ha, run errand, tức là làm chuyện gì lặt vặt mà không, chứ trong trường hợp là apparent là cái gì mà nó khác thường, nó lệch đi cái chuyện mà chính thức thì gọi là apparent, đúng không? À, cái dáng của cái các mạch máu đó ha, nó xuất hiện nó có vẻ khác thường, on the surface of the eye, trên cái mắt ha.
patient with abnormal immune system, những cái người bệnh mà có hệ thống miễn dịch mà bất thường ha. Thí dụ EG, EG là for example, thí dụ như là cancer hoặc HIV, tức là cái những cái bệnh nhân bị nhiễm HIV là bệnh nhân bị AIDS, are particular risk, thì rất là đặc biệt là có nguy cơ for ocular surface malignancy, nguy cơ để mà cho cái ác tính trên bề mặt của cái ocular là nhãn cầu, phải không? Ocular. Now, management, cái sự xử trí chúng ta, thứ nhất là non-pharmacologic, tức là cái xử trí mà không cần thuốc, phải không? Non là không, pharmacologic là thuốc men. Thì như thế là xử trí là avoid sun exposure, nên tránh cái ra ngoài ánh nắng mặt trời. Thì bằng một là mình tránh nắng, mà đâu phải lúc nào mình cũng ngồi trong nhà được, hay ngồi trong bóng tối hay trong bóng mát được ha. Còn không, nếu mà phải ra thì phải use UV filtering sunglasses. Mấy em cũng biết rồi, cái các kính râm của chúng ta đó phải coi chừng, là có những kính râm rất là rẻ tiền thì nó chỉ là cái nó nhuộm màu để cho nó màu đen để mà chúng ta bớt cái ánh sáng thôi, nhưng mà cái kính râm thật sự á, mấy em phải nhìn á, thì mấy em phải nên mua cái kính râm là nó có ghi đàng hoàng là nó lọc được cái tia cực tím, không filter UV filtering sunglasses, là những cái kính râm mà nó lọc được cái tia cực tím. When sun exposure is unavoidable, tức là không có, nếu mà trong trường hợp mà phải ra nắng không thể tránh được. Medications, về thuốc men thì non prescription artificial tears, non prescription tức là những cái thuốc nhỏ mắt mà nó là cái artificial tears, tức là những cái thuốc nhỏ mắt mà nước mắt nhân tạo đó, mà non prescription tức là không có cần toa. Mấy em cũng biết là bên Việt Nam thì chắc là thuốc gì cũng có toa cũng được, mà không có toa mua cũng được. Còn bên đây rất là đặc biệt là cái thuốc mà có những thuốc là có toa đó là không được quyền mua. Còn những thứ khác là non prescription là không cần toa là mua. Nó gọi là on the counter, OTC. Ok, over the counter. Counter là cái quầy, phải không? Over the counter tức là cái thuốc người ta gọi là OTC, tất cả thuốc không cần phải có toa thì mua thì gọi là OTC hay là non prescription. And or hoặc là topical lubricating drops, nó cũng tương tự với nhau thôi. Những cái drops tức là những cái thuốc nhỏ mắt, không drops mà nó là lubricating, nó được làm cho nhờn cái đó. Thì hai cái thứ này cũng tương tự nhau, to soothe the inflammation, để mà làm cho dịu bớt, làm êm đi cái sự viêm. Ophthalmologist, nhưng mình nhớ chỗ này không, là cái bác sĩ về nhãn khoa, nhưng mà thường thường ít khi nào bên đây người thường ít khi nào người ta gọi ophthalmologist, nghe khó quá mà khó phát âm, người ta gọi là eye doctor, eye là mắt, phải không, dễ quá, eye doctor là ophthalmologist. Còn dermatologist người ta nói là skin doctor. Will occasionally prescribe a short course of topical corticosteroid. Thì cái bác sĩ nhãn khoa sẽ đôi khi occasionally sẽ cho toa, không ghi toa, prescribe một cái thuốc nhỏ mắt mà chứa corticosteroid
mà topical, tức là topical với drops là cũng thứ nào nó nhỏ lên trên mắt nè, mà short course thôi, tức là một thời gian ngắn. When symptoms of pterygia are more intense, nếu mà nó dữ dội quá, ha, nó dữ dội quá, tức là nó khó chịu quá, thì lúc đó bác sĩ nhãn khoa có thể cho toa những cái thuốc nhỏ mắt bằng chứa cái corticosteroid, tức là steroid. Ok, nào về cái can thiệp về ngoại khoa, surgical. Khi nào? When they interfere with vision. Khi nào can thiệp ngoại khoa, khi nào mà nó xem nhập vào ha, interfere tức là len vào, chen vào, interfere với lại cái thị trường. Or when they cause significant irritation or pain, hoặc là nó gây ra một cái sự khó chịu hoặc một sự đau đớn mà rất nhiều ha, significant, ngược lại của significant là insignificant. Pterygia have high rate of recurrence. Đây là cái điều mà chúng ta nói. Dù có can thiệp ngoại khoa, dù có lấy đi đưa đi nữa, thì nó có cái sự tái phát rất là lớn. Đó, cái điều đó là điều chúng ta cần nhớ. Thì associated risk, những cái nguy cơ kèm theo như hồi nãy chúng ta nói là astigmatism. Astigmatism tức là loạn thị, đó là nguy cơ thứ nhất. Nguy cơ thứ hai, nó là increased rate of macular degeneration. Chữ này chúng ta cần biết nè. Nó sẽ tăng lên cái nguy cơ làm cho thoái hóa điểm vàng, phải không? Macula, hoàng thị hay là điểm vàng. Degeneration là thoái hóa. Chúng ta cũng biết rồi, cái người chúng ta càng già thì chúng ta có thể có cái bệnh lý là cái điểm vàng nó bị thoái hóa. Thì nó có hai thể là thể ướt và thể khô. Chúng ta sẽ không đi vào đó ha. Chúng ta có cơ hội thì chúng ta sẽ đi vào đó. Nhưng mà nói chung nó có hai thể như vậy. Nhưng mà cái mỏng thịt này, mỏng thịt mắt này, nó tăng nguy cơ làm thoái hóa điểm vàng. Chúng ta gọi là age maculo, tức là cái võng mạc, phải không? Pathy là bệnh, cái bệnh võng mạc mà có liên quan đến tuổi, tức là càng già thì càng dễ bị. Thì trong đó một trong những cái ARM đó, nó là macular degeneration. This is unclear whether treatment reduces. Nó nói mặc dù cái nguy cơ như vậy, nhưng mà cái nguy cơ mà thoái hóa cái điểm vàng này á, thì không rõ ràng, là không hiểu là những cái phương pháp điều trị chúng ta có thể làm giảm cái nguy cơ này hay không, thì đến nay người ta cũng chưa biết. Now, prevention, tức là ngăn ngừa, phải không? All person, including school age children. Mấy em cũng biết là bên tôi ở chẳng hạn Canada thì cái nắng mặt trời nó ít, nhưng mà khi nào nó nắng thì nó nắng cũng dữ dội lắm, cũng y như bên Việt Nam. Còn ở bên Việt Nam thì chắc chắn rồi, cái vấn đề mà nắng là rất là nhiều. Thì nó đề nghị là ngay cả trẻ em cũng nên mang cái kính râm mà có sự bảo vệ, lọc được cái tia cực tím 100%. Prognosis. Most pterygia do not require surgical treatment. Hầu hết là các pterygium này là không có cần phải phẫu thuật. Pterygia that interfere with vision. Khi nào mà nó chỉ xâm phạm, nó làm cản trở cái thị trường của mình á, thì mới làm cái đó. Và and I remove, khi mà nó được phẫu thuật để lấy đi rồi thì nó có high chance of recurrence. Cái này nó lặp lại thôi. Đó là cái một điều tôi nói về kinh nghiệm cá nhân tôi một chút xíu. Là hồi lúc mà tôi làm ở Việt Nam, tôi làm ở cái khu Tịnh Biên, tức là dùng bảy núi, chỗ đó đó vừa nắng mà lại vừa cát nữa. Mấy em rất là nắng là nó sẽ gây nguyên cái cơ chế là nó là kích thích làm mỏng thịt ha, mà có cát nữa nó còn làm dữ hơn.
Nhưng mà lúc đó nhờ tôi đeo kính ha, cận thị đeo kính, do đó nó cũng bớt đi nhiều lắm. Tuy nhiên nó chỉ bớt đi cái mụn thịt thôi, nhưng mà nó lại làm cái cataract. Tại nắng quá, mấy em sẽ thấy rằng cái nắng quá mà chúng ta không đeo kính râm á, thì cái nguy cơ, một nguy cơ khác ngoài nguy cơ mụn thịt đó là chúng ta sẽ bị cái khùng mắt, phải không, cataract. Mà ngày xưa mấy em biết là khoảng năm 1975-80 á, đấu có ai đeo kính râm ha. Đeo kính râm là mệt lắm ạ. À, tại vì kể như đi đâu á, người ta kể như là mình khi dễ người khác ha, do đó không bao giờ đeo kính râm cả lúc đó. Now, follow up. No specific follow up is needed. Không có một cái theo dõi ha, follow up là để theo dõi gì. Chúng ta có hai chữ ha, chúng ta nhớ là check up. Hai cái này khác nhau chỗ nào? Check up là follow up. Check up thường là cái khám định kỳ, tức là nhiều khi mấy em không có bệnh gì cả, nhưng mà mỗi năm khám một lần, 2 năm khám một lần, hay 5 năm khám một lần. Thí dụ như trong trường hợp là làm cái colonoscopy, đúng không? Thì đó là check up, tức là định kỳ mà không cần nhất thiết là cái người đó có bệnh. Còn follow up là theo dõi, tức là khám cũng có thể định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 100 gì cả. Nhưng mà cái người đó có bệnh thì lúc đó chúng ta gọi là follow up. No specific follow up is needed, không cần thiết, đúng không? However, consider monitoring vision during annual examination. Thì mặc dầu không cần follow up, nhưng mà trong khi check up, tức là annual examination, check up, thì nên kiểm tra lại cái thị trường của bệnh nhân. Because of increased risk of ARM, tức là age related maculopathy, tức là tại vì những cái người có mụn thịt này á có cái nguy cơ sẽ bị bệnh thoái hóa bằng điểm vàng. Patient education, đó là hai cái kính mà chúng ta gọi là wrap around. Thì ngoài cái vấn đề sunglasses, kính râm này là nó có cái UV filtration, tức là lọc được cái tia cực tím, thì nên cái mang này nó kỹ quá, mình mang cái kính râm mà gọi là wrap around, tức là mấy em sẽ thấy là nó che luôn bên hông nữa, không những là nó che ở trước mặt của mình mà che bên hông nữa, thì đó là cái gọi là wrap around. Helpful to avoid UV exposure, để tránh, rất là ích lợi để mà tránh được ha, cái tia UV ha. Tại tia UV không phải nhất thiết là nó đi thẳng vào mắt ha, mà có thể nó đi ngang từ bên hông nó đi vào nữa. And irritation from wind and dust, em thấy thấy không? Dust này, dust này nha. Thí dụ như là những người sống ở trên sa mạc á, là dễ bị mấy thứ này nhất ha. Tại vì vừa vừa nắng mà vừa cát và vừa gió nữa. Liquid tears are suggested for dry and irritated eyes. Những cái thuốc nhỏ mắt, những cái thuốc nước mắt nhân tạo ha, thì được đề nghị để cho những cái mắt mà nó khô hoặc nó khó chịu. Ok, thì đó là chấm dứt của bài học ngày hôm nay. Thì chúng ta đã xong.